Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tâm, 60 tuổi, về hành vi tổ chức đánh bạc, Phan Công Hải, 53 tuổi, Phạm Lâm Hữu Phước, 53 tuổi, Hoàng Doãn Nguyên, 44 tuổi và Ngô Bá Quy, 50 tuổi, cùng trú tại thành phố Đà Lạt, về hành vi đánh bạc. Được biết, từ năm 2019, Tâm có quen biết với một người tên là Trung và được người này rủ tham gia cá cược bóng đá qua mạng, nhưng Tâm từ chối. Tuy nhiên, đến năm 2020, Tâm liên lạc lại với Trung và được cấp tài khoản tham gia cá cược. Sau đó, Tâm giao cho Hải, Nguyên và một số người khác tham gia đánh bạc và hưởng chênh lệch từ các tài khoản này. Hải sau đó chia cho Phước và một số người tham gia đánh bạc và hưởng chênh lệch số tiền mà các đối tượng tham gia cá cược từ 60.000 đến 20 triệu đồng một trận. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định tổng số tiền mà các đối tượng tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc trong tháng 9 năm 2023 lên tới 100 tỷ đồng.